Ui, nhanh chứ bạn bè ơi. Hay nhờ. Thôi, nhanh nhanh nhanh. Nhanh đi. Ngồi gốc cây này mát thật đấy. Hết nắng rồi. Con ơi, hôm nay mình có hai chiếc bánh này. Còn giờ này chắc bạn Tuấn không ra đây đâu các bạn nhỉ. Mình phải chén nhanh hai cái bánh này thôi. Không tí nữa bạn Tuấn ra bạn ăn mất phần của mình. Bánh bọc sữa đây này các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, lại bắt được quả tang. Bạn Huệ đang ở kia rình mò. À không phải rình mò đâu, bạn đang ăn vụng cái gì kia kìa. Các bạn ơi, dạo này bạn Huệ là ích kỷ lắm nha. Có đồ ăn là chỉ thích ăn một mình thôi. Thôi được rồi, mình phải ra dạy cho bạn Huệ một bài học mới được. À, bạn Huệ này, bạn làm gì ở đây thế này? Tớ bắt được quả tang rồi nhá. Làm gì cả? Ui, không làm gì mà cái mồm lại sưng lên thế này. Bạn Huệ. Á, chật chà. Đây chẳng phải là một cái vỏ bánh hay sao? Tại vì sao mà lại phải chúi ra cái vườn vải này để ăn bánh một mình? Oh, no. Làm gì có? Không có, thế đây đây, vỏ bánh ở đây. Vỏ bánh này của ai? Ai vứt đây? Tớ ngồi đây. Tay này. Chật chà. Tớ nhìn thấy rồi. Tay bên bên này, tay bên trái. Hai tay. Đây rồi các bạn ơi, mình bắt được quả tang rồi nha. Úi giời ơi, bạn Huệ ăn bánh của mình đây, bạn ăn nốt cái miếng này đi. Không phải bánh của tớ đâu, của ai chứ. Tớ bắt đi nhá. Không, bánh của tớ đây, trả lại cho tớ đi. Đấy trời. Các bạn ơi, bạn Huệ là chuyên gia ăn bánh này, cứ thích ăn một mình. Cái bánh tipo ngon thế này ăn một mình nhá. Cái này sẽ là của tớ nha. Ui, bạn Huệ ơi, ở phía bên kia hình như là có một cái bạn thỏ đang đói quá nằm na liệt ra kia kìa. Đâu? Bọn mình sang xem đi. Ui, bạn thỏ ơi, bạn làm sao thế này? Ơ, đây là bạn thỏ con đúng không? Đúng rồi, đây là một bạn thỏ con này. Bạn thỏ ơi, chúng mình làm quen đi. Bạn hãy nhìn xem, có phải bạn thỏ này đang đói không? Đây này, bạn ấy đang... Bạn làm như này này. Bạn ấy đang xin ăn này. Bạn xin ăn đúng không? Ở đây tớ có cái bánh này, tớ đang ăn rõ. Một miếng khi đói và một gói khi no. Thôi, tớ sẽ không ăn nữa và tớ sẽ lấy cái phần của tớ, tớ cho bạn thỏ ăn. Thôi nào. Bạn tụt buồn cười nhở. Bạn Huệ ơi, thỏ cho không bằng cách cho. Bây giờ chúng ta cho, chúng ta phải vui vẻ thì bạn ấy nhận thì bạn ấy mới vui được chứ. Thôi nhưng mà bạn đang cho thỏ. Thì đây bây giờ là của tớ, tớ có quyền quyết định. Bạn thỏ ơi, tớ cho bạn này, bạn ăn đi cho đỡ đói. Ui, đúng rồi, bạn ăn đi. Bạn thỏ bạn ấy lớn lên bạn Huệ ơi. Ai nhở, ăn mỗi miếng bánh mà lại to đùng thế này. Bạn ấy chạy đi rồi kìa. Bạn thỏ ơi, từ từ đã. Bạn thỏ ơi, Mimi thỏ ơi. Ui, ai lại để cái thùng ở giữa đường này? Bạn thỏ ơi, có vấn đề gì thế? Tự nhiên bạn ăn bánh sao bạn lại phải chạy? Ui, bạn Huệ ơi, đây là món quà của bạn thỏ, bạn ấy tặng lại bọn mình đây này. Ủa, trên này có dòng chữ đây này, bạn đọc xem nào. Cảm ơn những người bạn tốt bụng. À, thế hóa ra là cái thùng này là của bạn thỏ tặng cho bọn mình đấy à? Ồ, bạn thỏ ơi, tớ cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Tớ từ từ đã, sao bạn lại chạy rồi? Ui, bạn thỏ bạn ấy đi mất rồi kìa. Hay nhở. Tạm biệt bạn thỏ nhá. Thấy chưa bạn Huệ, thấy chưa? Khi mà cho bạn bạn thỏ có một tí miếng bánh thôi mà bạn còn keo kiệt. Đấy, bây giờ bạn ấy ăn có một tí miếng bánh của mình mà bạn ấy tặng cho cả một cái món quà to đùng thế này cơ mà. Chưa chắc là món quà trong này là món quà tốt đâu. Thế thì của tớ thôi, bạn không cần phải mở đây. Bây giờ thử mang về nhà để khui xem nào. Nếu mà bạn đã nói thế thì thôi, để tớ ấy một mình. Thôi bạn Huệ, để tớ khui. Để tớ khui cho. Đấy, làm việc tốt thì bạn không muốn mà bây giờ khui quà thì bạn nhanh thế. Bạn thỏ thì này có phần của tớ rồi. Tớ có tò mò xem là trong này có gì không? Tớ có chứ, tớ đang tò mò đây. Đấy, tớ đang chờ bạn. Rất là nhiều thứ ở trong này. À. Wow. Tên tên tên. Đây là một cái bìa không có gì. Ok. Ui, rất nhiều cái hộp màu đen bạn Huệ ơi. Sao wow. Một hộp này. Đẹp chưa? Hai hộp này. Ba hộp này trông xa hơi bị sang ấy nhở. Ui, không phải là ba hộp đâu mà thực ra rất là nhiều đấy. Nhiều đồ chơi chưa các bạn nhà mình ơi. Ui bạn Tuấn ơi, cái này cái màng bọc này giống như kiểu cái pop it của mọi người chơi ấy nhở. Đây là ai giống cái pop it của mấy bạn nhỏ chơi này. Này nó kìa bè bè bóp cái này sướng cực. Hồi nhỏ tớ cũng thích chơi cái trò này lắm, cứ ngồi bóp cái giấy này càng ngày được. Ôi bạn đi ra để tớ dành cho mình ra. Ôi tớ khui cái này toát hết mồ hôi ra. Chả có cái gì hay ho cả, toàn những cái con búp bê nhìn dị dị. Chán bạn Huệ chưa? Đây, bây giờ thì mình sẽ tiết lộ cho tất cả các bạn biết là phần quà của mình vừa mới nhận được nha. Wow, như thế này, đẹp như thế này mà bạn Huệ, bạn ấy bảo là toàn búp bê dị dị.
chứng tỏ là bạn Huệ nhà mình không biết gì về Marvel rồi, không biết gì về những cái siêu nhân anh hùng rồi. Con này thì tên xì xì này. Ôi trời ơi. Con này thì người như kiểu con nhện đấy. Con này thì đỏ chót. Ôi trời, bạn Huệ. Bạn Huệ càng nói tóc dài xượt thế này. Đấy các bạn ơi, bạn Huệ càng nói thì mình càng thấy là bạn Huệ không biết gì về siêu anh hùng thật rồi các bạn ơi. Thành ra là một tím, không phải một tím đâu. Trời ơi. Ui giời ơi. Này thì toàn thấy cái gì như kiểu là đây là bộ giáp, đây là bộ giáp và mặt nạ. Ông này thì được cái đẹp trai tí nhưng mà tớ không thích, tớ thích chơi búp bê tóc dài cơ. Ui giời ơi. Thế thì bạn Huệ ơi, để tớ giới thiệu cho bạn Huệ nha. Ui giào ơi, bạn Huệ không biết gì về những cái bạn siêu anh hùng này rồi. Hôm nay mình làm được một việc tốt và mình nhận được một cái hộp phần thưởng rất là vui luôn các bạn nha. À, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu tất cả các bạn biết lần lượt nào. Đây là chiến binh báo đen nha. Wow. À, chiến binh báo đen tên là Black Panther này. Wow. Đây chính là một chiến binh báo đen rất là dũng mãnh ấy. Và theo mình được biết thì bộ đồ chơi này còn có cả phát được nhạc nữa cơ. Đây, ta bấm vào cái vòng ở trên cổ này. Wow, xịn chưa? Đây là chiến binh báo đen nhá. Đây là một cái bạn nhân vật Spider-Man, siêu nhân người nhện đấy. Bạn này rất là nổi tiếng luôn. Đầu tiên là bạn ấy đi học xong là bị con nhện nó cắn vào tay. Thế là bây giờ bạn ấy biến thành siêu nhân người nhện luôn. Đi giải cứu thế giới bạn ơi. Đây là siêu nhân người nhện. Wow. Cơ bắp quần cuộn đẹp chưa? Hai quả mắt trắng tinh luôn. Wow. Như thế này là rất là đẹp đấy bạn Huệ. À, bộ đồ chơi là bộ đồ xịn đấy. À, ui, đây rồi, đây rồi. Nhân vật này là nhân vật hài hước nha. Đây là một cái gì người kiến Ant-Man. À, đúng rồi các bạn ơi. Người kiến này. Người kiến này có thể biến thành nhỏ như một con kiến đấy các bạn ơi. Luồn qua tất cả những cái khe nhỏ đấy. Bạn người kiến này rất là mạnh luôn. Bạn Huệ chê cái bạn này là tóc dài giống con gái đúng không? Đúng rồi, tóc thì giống con gái mà lại có râu. Càng nói thì bạn Huệ chứng tỏ là bạn lại không biết gì về siêu anh hùng rồi. Đây, ở đây có một cái phần băng dính này, chúng ta sẽ cạy nó ra các bạn nha. Khui nào. Đây là thần sấm Thor đấy các bạn ơi. Và thần sấm Thor là có một cái búa sấm sét đây này. Wow, đẹp thật đấy. Như thế này là bộ đồ chơi rất là đẹp. À, không biết là thần sấm của chúng ta có thể phát nhạc được không nhỉ? Thần sấm. À, đây rồi. Ôi, vừa phát nhạc vừa có đèn luôn các bạn ơi. Wow, xịn sò thật. Nào, chúng ta sẽ khui hồng tiếp theo nào. Wow, đây rồi các bạn ơi. Đây là nhân vật mình mong chờ nhất. Đây là nhân vật người sắt Iron Man. Không biết là các bạn nhỏ nhà mình có biết không nhỉ? Người sắt Iron Man của chúng ta có một cái bộ giáp rất là đẹp luôn. Và cái đèn ở giữa này là biểu hiện cho năng lượng của cái bạn người sắt đấy đấy. Rất là mạnh luôn, bạn ấy có thể sử dụng cái năng lượng có thể bay lên được và phóng ra những cái tia điện ấy. Rất là mạnh luôn nha, giải cứu thế giới được cơ mà. Bạn tôi khen mấy bạn siêu anh hùng này đẹp đấy. Nhưng mà tớ chưa thấy hay ở chỗ nào cả. Úi giời ơi, thế thì bây giờ tớ sẽ cho bạn Huệ biết một cái điều đặc biệt hơn này. Nhảy đẹp thế, hay là bọn mình cũng ra nhảy cùng các bạn đi. Đi bạn Huệ ơi, tớ cũng thích nhảy lắm rồi. Ui, hay chứ bạn Huệ ơi. Hay nhờ. Thôi, nhảy đi.